Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày đầu xuân, Thầy giáo Nguyễn Trần Vĩ, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán Chú Tiểu học Vừa A Dính, xã Trà Giòn, huyện Nam Trà My, vẫn cần mẫn mang đến niềm vui cho học sinh vùng núi tỉnh Quảng Nam bằng những phong bao lì xì. Theo thầy Nguyễn Trần Vĩ, Phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học vừa A Dính, xã Trà Giòn, huyện Nam Trà My. Đây là năm thứ tư nhà trường triển khai chương trình lì xì cho học sinh. Thầy Vĩ tâm sự với tâm nguyện mang đến những niềm vui nho nhỏ đến từng bạn học huyện Nam Trà My ngày đầu năm mới, thầy đã đi kêu gọi mạnh thường quân số tiền 50 triệu đồng. Mỗi bạn nhỏ được phát lì xì 5.000 đồng, số tiền không quá lớn nhưng là niềm khích lệ mong các em có được cái Tết vui vẻ. Các em ở miền núi ít tiếp xúc với phong tục lì xì đầu năm vì bà con nơi đây ăn Tết riêng. Việc này giúp học sinh có niềm vui trong những ngày đầu xuân. Cùng với đó, lì xì si đầu năm tạo hứng khởi cho học sinh đến trường ngày đầu năm mới, đảm bảo sĩ số lớp học. Thầy Vĩ chia sẻ, cũng theo thầy Vĩ, lúc bắt đầu kêu gọi, nhiều người ủng hộ nhiệt tình, từ tiền, bao lì xì và cả công sức. Đây là niềm vui bản thân thầy cùng các thầy cô nơi miền Xuân Cước, tỉnh Quảng Nam cảm nhận được. Cũng như mọi năm, trước, trong và sau Tết năm nay, tôi đứng ra vận động kinh phí từ các mạnh thường quân. Sau đó, tôi phối hợp với các giáo viên đã công tác ở 28 trường, từ bậc mầm non đến trung học cơ sở trên địa bàn huyện, tìm cách đổi toàn bộ số tiền quyên góp được sang tiền mới có mệnh giá 5.000 đồng. Trong buổi chào cờ đầu tiên khi học sinh đi học trở lại, chúng tôi sẽ lì xì cho các em. Thầy Vĩ nói và chia sẻ thêm. Trong sáng nay, thầy cùng đồng nghiệp của mình đã lì xì cho tổng cộng 9.931 học sinh, mỗi em 5.000 đồng. Món quà này được phát về các trường, thầy cô chủ nhiệm trực tiếp chuyển phong bao lì xì đến học sinh của mình. Những điểm thôn, thầy cô mang lên tận nơi lì xì cho các em. Những em vắng trong buổi đầu tiên, các phong bao lì xì sẽ được giữ lại, phát cho các em buổi học tiếp theo. Dự kiến, sang năm chúng tôi cố gắng kêu gọi số tiền lớn hơn, giúp niềm vui của các em được tăng lên, thầy Vĩ mong muốn. Thầy Nguyễn Trinh, tổng phụ trách đội trường tiểu học Kim Đồng, huyện Nam Trà My chia sẻ, đây là việc làm giúp học sinh có niềm vui rất lớn trong những ngày đầu xuân năm mới bao lì xì tượng trưng cho một món quà tinh thần không quan trọng vật chất mà thay vào đó thể hiện sự quan tâm yêu thương và lòng mong ước cho con cháu chăm ngoan học giỏi khỏe mạnh thầy trinh chia sẻ